Hello, xin chào quý vị. Bây giờ thì Lý Hương với Lý Hiền mời cả nhà đi thả lồng đèn nha. Tình hình là một cái lồng đèn như thế này là có giá khoảng 5.000. Ở bên kia bờ sông á, thì có mấy cụ già ha, tương đối lớn tuổi. Lý Hương sẽ đi qua khu vực này. Nó hơi tối nha cả nhà, rất là tối. Nè Lý Hiền, Lý Hiền. Lý Hiền, Lý Hiền. Đây cụ nè. Việt Nam mì. Đây là 6 tiền này. Lấy con 2 cái. 6. 5.000 1 cái. Thả 2 cái được rồi. Đưa 1 cái. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ chọn lồng đèn rồi thả ha quý vị. Chỗ nào mà màu mà để là món gì mình góp. Đi dựng xe đi chứ đứng đó cười. Chờ tới tiền à, là okay. Đây, con cầm chưa? Dạ, con gửi ba nè. À, chúc bà sức khỏe nha. Dạ, đi, à, đi qua bên đây ha. Anh lấy giùm, cảm ơn. Đây để em cầm luôn cho. Em cầm luôn cho. Cầm luôn, em bảo giá sai được không? Dạ, em cảm ơn. Rồi được rồi. Rồi bây giờ thì chúng ta tìm chỗ để thả lồng đèn ha. Chắc là lên trên hè này. Lên trên lề này ha. Ok. Stop. Nè, ở phía bên đây cũng có nè. Wow. Rồi, thả đèn xuống nè cả nhà. Đây, Lý Hương xinh tươi của chúng ta đang cầm 2 cây đèn mà sắp cháy hết nến rồi. Bây giờ Lý Hương sẽ phụ một tay ha. Một tay thôi chứ hết tay rồi. Rồi. Thả đèn. Vừa cầm đèn mà vừa quay, vừa cầm cái túi sách, rất là nhiều phụ kiện ha. Rồi, một cây đèn như thế này thì các cụ bán là khoảng 5.000 ha. Rồi. Lý Hiền đeo lên đi. Đeo được không? Đeo một bên nữa. Rồi hai bên luôn. Rồi.
Bây giờ chắc là nhờ Lý Hiền cầm cầm phụ cho Lý Hương cái. Rồi ok. Đi thôi, mình Lý Hiền cầm hai cái. Để xíu, để xíu. Đâu rồi? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi ha. Ở ngay khu vực này thì có một cái gì ta? Cũng là biểu tượng của đèn lồng, đèn thả đó, cái này gọi là đèn gì? Đèn hoa. Ơ nhưng mà như khu này cũng không thả hả Lý Hiền? Bên kia. Bên kia à? Ở bên kia có bậc thang đi xuống rồi mới có thả xuống xong, ở trên chỗ này chắc có bậc thang mà. À. Ai biết. À có cái gì kìa, có cái cây gì kìa, không cần đâu. Cây đó là để thả thôi, cái đèn ấy. Không, mình chỉ cần cái cây đó là được rồi. Đây, có cái cây nè. Mình sẽ mượn cái cây. Cái mua là cây, mua là cây cỏ, cây đây mua trong bờ đèn là cây cỏ nè, cây cỏ mua trong bờ đèn. Rồi vậy con mua giùm bà hai cái nữa ha. Dạ rồi, ước thêm hai điều nữa. Rồi Lý Hiền thả trước đi, thả trước đi. Rồi Lý Hiền ước trước đi cho Lý Hiền. Rồi con biết rồi, bây giờ để cái đèn vô đây rồi thả xuống nước đúng không bà? À. Đi luôn chút xóa. Rồi. Rồi Lý Hiền thả đi. Nè cầm. Đây. Cẩn thận. Rồi. Ok. Rồi. Ước đi chứ. Rồi, để cho nó xuống luôn. Cẩn thận nha. Ba ơi đèn này nó chạy về đâu vậy bà? Dạ thôi con mua hai cây thôi bà. Con mua thêm hai cây nữa tại con không có cây thả. Định là thả một cây thôi. Dạ. Rồi giờ Lý Hương thả ha. Bây giờ tới Lý Hương thả nha cả nhà. À là một cây sào, cái tre, sào tre rất là to ha, thả xuống. À. Rồi, cái thứ hai. Thì cái cây dài ngay đó nó có cái cây ha quý vị, nên là phải chú ý một tí không nó dướng cái cây. Lý Hương với Lý Hiền mỗi người thả hai cái lồng đèn. Rồi. Thêm cây nữa ha bà cụ. Đúng bà cụ ở đây thì mời gọi mua lồng đèn. Đây Lý Hương thả một cái nữa. Rồi. Giờ Lý Hương nè, ướt đây. Ướt mà còn vét nè. Rất là vui cả nhà ơi, hôm nay thì chắc là sẽ đi quanh đây. Không biết là cái việc gì mà ở đây là nhà mua bên lồng đèn nữa. Nhưng mà một cái như vậy đó chỉ có giá 5 đèn thôi. Và nếu không thấy là cái khu vực này có rất là nhiều cô bà bán. Có rất nhiều cô bà bán lồng đèn ha. Và chỉ có 5.000 thôi. Có thể là thả xuống và chúng ta có thể ước cầu sự bình an. Nhưng mà cũng có một điều thắc mắc thôi, không biết là những cái đèn này nó sẽ trôi về đâu nữa. Chắc trôi được không về biển rồi đúng không? Hôm nay rất vui ha. Bây giờ thì cũng khá trễ rồi. Nhưng mà rất là đông. Ngày bình thường thôi. Và Lý Hương sẽ đứng hơi ngay chỗ đi qua lại á. Quân lòng đèn. Chẳng
chỗ hơi bị khó mà lại ha. Bây giờ thì chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye bye.